Hôm nay mình đi làm về sớm, mình giờ nhà mình không có thấy anh xã mình ở trong nhà. Chắc là anh ở ngoài chuồng nuôi chim hay gì là để mình đi ra thử đi. Mà chắc bạn đi theo mình nha. Anh ơi, anh có ở đó không? À, thì ra anh xã của mình đang ở trong cái chuồng chim nè các bạn. Đó, anh đó. Ra cái nó hoài lên lúc lên luôn à. Sợ nó thấy ngoài không? Sao anh không dặn nó? Ừ, khi nào dạo anh ra thì đừng bay. Cú cú. Có ông bảo giờ nó ra, nó cũng đi ra lâu lâu, nó đi ra thường, giờ nó cũng ít bay, không bay nữa. Ở nhà nó hay ra, ra nó ngó, nó thấy nó quen. Anh ơi. Dạ. Anh quay giùm em ít con cu anh. Nó thấy sợ hết rồi, nó leo lên trên đó. Làm gì nó sợ em dữ vậy ta? Tao coi đã cái vòng này người ta nó ấy mà hỏi nó làm gì sợ, sợ dữ người ta. Anh có con nào đẻ không? Anh quay giùm em cái trứng anh. Rồi ơi, cái con ta đang ấp. Đang ấp rồi, nó đi ra luôn. À, ba trứng, đó, bay ra nè. Em che rồi, em đậy nữa. Che rồi không à. Ổ này không có. Ổ đang ấp bên kia. Đang ấp. Ổ này mới được con trứng. Ổ kìa, ba con trứng còn kìa. Ổ mấy đó đó. Thấy vòng mới nó chà bá luôn trống. Ủa anh mới trồng cỏ hay vậy anh? Ừ. Cỏ đâu anh trồng? Bứng trà vinh đi đâu? Anh phải dặn nó, chừng nào chị ba vô là không có được bay. Khỉ, ta ra thường mới dặn chứ tự nhiên nó làm như ấy vậy. Anh phải dặn nó. Vô đi mẹ, đến chút đi vô. Giấy chim bay mọi người kìa. Con khổ giái, mẹ ra là nó bay lên đây được nè. Thì con mình đi ra nó... Nó quen rồi, nó lâu lâu nó nhà nó cũng thường ra đó. Nó đâu có bay, lúc trước nó cũng ra bay, à. Có hai con cu thái bông ở trên đẹp quá, anh quay cho anh cu. Con bông trắng trắng, con ức đó. Nè. Hồi đó giờ không có tách đâu, phải tách ra là nó đẻ dữ lắm. Tại để chung vậy nó vô nó đánh lộn nó bể. Lâu lâu cũng có một cặp. Anh bắt cho em con anh. Sao không bắt được đó. Chà bá. Chà bá. Thấy không đó. Con nào cũng lấy chà bá. Nói chung chơi cu mà con nào cũng chơi. Không có trời đất ơi, nó làm như gà vậy á, bung ra cái là nó xúc ra sức lông. Anh không bắt em để em hỏi chuyện với nó bay. Ừ, bay nói hay. Nãy giờ mình năn nỉ ảnh bắt cho mình một con, ảnh không bắt các bạn ơi. Con dạng nhất luôn mà nó sợ nó đi à. Tại vì đó giờ kêu nó quen, hồi nhỏ nó cái tiếng của nó thường thường nó ăn. Đâu đây hả? Đó, con này là con vân rồng, cu vân rồng á. Nó đang thay lông, cái lông đuôi nó bị ướt nước, nó cục hên khúc. Chiều nó ra đó, hồi nắng nó nằm cỏ à. Thên thên thên, ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chứ hoa đó, thấy không? Ủa hổm anh đi ở nhà, em đi ra đây em ngồi một buổi luôn, em quay được nó.
Tao phải đi ra thường nó mới ấy, rồi đi ra thường mà cái con nhát nhất mà nó còn lợi gần mình, không biết là đi ra thường cỡ nào, ngày đi biết bao nhiêu lần ra. Mình tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.